Kính thưa quý vị, xin mời quý vị đón xem bản tin 30 giây nóng ngày hôm nay, thứ Bảy ngày 29 tháng 6. Bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Về miền Tây xem giăng lưới bắt cá trên bờ, bắt 5 thanh thiếu niên bẻ trộm gương ô tô trong đêm, chính thức khai thác mỏ cát biển 100 hectare để làm đường cao tốc Bắc Nam, xe buýt 2 tầng vượt đèn đỏ ở quận Nhất, đơn vị quản lý nói gì, Trang Ronaldo được đẻ 14 trăng con, khoảng cách phá hủy 3 tháp giải nhiệt nhà máy điện cao hơn 100m. Sau đây là thông tin chi tiết các tin tức nóng được chúng tôi cập nhật đến 20 giờ ngày 29 tháng 6. Anh ơi, có nhớ em đang đẻ rồi, anh dẫn em vô bệnh viện chờ đẩy cho em cái, từ vũ em cái. Ngày 29 tháng 6, mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hai chiến sĩ cảnh sát giao thông chạy mô tô đặc chủng dẫn đường cho ô tô chở sản phụ bị vỡ ối đến bệnh viện kịp thời. Clip được camera hành trình của ô tô chở sản phụ ghi lại và đăng tải lên mạng. Clip sau đó nhận được nhiều lượt chia sẻ và bình luận khen ngợi hành động đẹp của hai chiến sĩ này. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh thuộc phòng cảnh sát giao thông BC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hai chiến sĩ xuất hiện trong clip đang lan truyền thuộc quản lý của đội. Theo đó, lúc 6 giờ 30 phút cùng ngày, đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh phân công chiến sĩ tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Cao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Trong lúc đại úy Phùng Đức Thắng và đại úy Nguyễn Thành Công, cảnh sát giao thông Hàng Xanh đang làm nhiệm vụ tại giao lộ trên, bất ngờ nhận được yêu cầu trợ giúp dẫn đường từ một tài xế ô tô. Tài xế này nói với cảnh sát giao thông trên xe có người phụ nữ mang thai vỡ ối nên nhờ dẫn đường nhanh đến bệnh viện Từ Dũ. Sau khi tiếp nhận thông tin, hai chiến sĩ này nhanh chóng bật còi hú, mở đường cho ô tô đến bệnh viện chỉ trong vài phút. Sau khi xe vừa đến bệnh viện thì hai chiến sĩ cảnh sát giao thông nhanh chóng quay lại vị trí cũ để tiếp tục công tác, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Mùa mưa, mùa của vạn vật sinh sôi nảy nở. Ở miền Tây có rất nhiều ruộng đồng, ao đìa, kênh rạch. Mùa khô, nước rút cạn, cá cũng theo đó mà về ao đìa trú ẩn. Đến khi mưa xuống, cá cũng từ ao đìa tìm mọi cách để vượt bờ ra đồng ruộng kiếm ăn hoặc sinh sản. Theo đặc tính, cá tìm đến những nơi có nước chảy để ngược dòng nước tìm nơi ở mới. Lúc này trẻ con tha hồ ra đồng bắt cá, cứ lựa những con to mà bắt, con nhỏ hoặc con có trứng sẽ chừa lại để cho sinh sản, mùa sau bắt tiếp. Mưa nhiều, nước ngập khắp nơi, cá đi tứ hướng. Lúc này nhiều người đem lưới giăng là có thể bắt cá thoải mái. Thậm chí có những khi lưới giăng trên bờ như thế này cũng có thể dính được vài ký cá. Cá bắt được đầu mùa mưa chủ yếu là các loại cá rô, cá lóc, cá trê. Thông thường người dân sẽ không bắt cá lên để ăn, mà đa phần họ bắt để đem về nuôi lại trong các ao đìa, cho cá uống lại mới ăn. Trong khi đó, tại Nghi Xuân, Hà Tĩnh, sáng ngày 29 tháng 6, hàng ngàn người dân đổ về tham dự lễ hội bắt cá vượt rào năm 2024. Đây là lễ hội bắt cá lớn nhất ở Hà Tĩnh, đã lưu truyền trên 300 năm qua. Lễ hội bắt cá vượt rào được tổ chức tại một lạch nước sâu và rộng ở thôn Nam Viên, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân với diện tích khoảng 30 hectare. Nguồn nước ở đây quanh năm dồi dào, lại có nhiều đầm đìa nên rất thích hợp cho các loài cá nước ngọt sinh sống. Để phục vụ cho lễ hội hàng năm, thường ngày đầm vượt rào cấm người dân đánh bắt cá. Do đó tại đây các loài cá có không gian sinh sôi, phát triển, nhiều loài cá có trọng lượng khá lớn đã từng được người dân bắt được trong các lễ hội trước đây. Lễ hội khá độc đáo, mọi người từ già trẻ trai gái đều có thể tham gia. Để tham dự lễ hội, người dân phải dậy sáng sớm, chuẩn bị ngư cụ như nơm, vó để tham gia bắt cá. Lễ hội này cấm tuyệt đối các dụng cụ lưới kéo cá nên quá trình bắt cá gây phấn khích và hồi hộp cho người tham gia. Sự náo nhiệt của hàng ngàn người dân khiến không khí sôi động bao trùm cả một vùng quê. Ngày 29 tháng 6, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh xe buýt 2 tầng vượt đèn đỏ tại giao lộ đông đúc người qua lại ngay trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Đoạn clip nhận được nhiều ý kiến bình luận và lượt chia sẻ. Theo nội dung đoạn clip được quay lại lúc 13 giờ 29 phút ngày 28 tháng 6, xe buýt 2 tầng đang chạy trên đường Trần Hưng Đạo hướng từ đường Nguyễn Thái Học đi đường Nguyễn Huệ. Khi đến giao lộ với đường Hàm Nghi, phường Bến Thành, quận 1, tài xế cho xe rẽ phải vào đường Hàm Nghi. Tuy nhiên, camera hành trình một ô tô phía sau đã ghi lại tình huống xe buýt này vượt đèn đỏ. Thời điểm này giao lộ có nhiều người qua lại. Nhiều người đi đường bày tỏ sự bức xúc. Liên quan clip trên, đại diện Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã rà soát kiểm tra camera về hành vi vi phạm này để có hướng xử lý.
Trong tuần tới, trung tâm sẽ mời tất cả doanh nghiệp, hợp tác xã xe buýt họp để yêu cầu tăng cường giám sát, chấp hành pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đối với hành vi vi phạm, trung tâm xử lý nghiêm và có thể sa thải trường hợp cố ý vi phạm nhiều lần. Ngày 28 tháng 6, Công an huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa bắt giữ 5 thanh thiếu niên có hành vi trộm cắp gương của ô tô đậu ngoài đường. Trước đó, Công an huyện Triệu Sơn nhận được tin báo của anh Mai Văn Trường, 47 tuổi, về việc chiếc xe ô tô Honda CR-V của anh bị kẻ gian trộm cắp 2 chiếc gương khi đậu xe qua đêm trước cổng xưởng cơ khí của gia đình, thiệt hại tài sản khoảng 23 triệu đồng. Sau khi vào cuộc điều tra, Công an huyện Triệu Sơn xác định 5 thanh thiếu niên đi trên 2 xe máy không có biển số đã thực hiện hành vi bẻ 2 gương chiếu hậu của chiếc ô tô nêu trên. Các nghi phạm bị bắt giữ gồm Mai Xuân Khánh, 18 tuổi, Nguyễn Anh Tú, 18 tuổi, Vũ Minh Chiến, 17 tuổi, Bùi Thái Duy, 18 tuổi và Trịnh Duy Khánh, 21 tuổi. Tại cơ quan công an, các nghi phạm đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình. Công an huyện Triệu Sơn đang tiếp tục điều tra vụ án. Ngày 29 tháng 6, mỏ cát biển ở Sóc Trăng có diện tích gần 100 hectare, chính thức được khai thác phục vụ dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Theo Bộ Giao thông Vận tải, khu vực đồng bằng sông Cửu Long hiện đang triển khai thi công các dự án cao tốc Cần Thơ-Cà Mau, dự án Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng, dự án An Hữu-Cao Lãnh và một số dự án trọng điểm khác với tổng nhu cầu nguồn vật liệu cát đắp khoảng 50 triệu mét khối. Mặc dù đã được áp dụng cơ chế đặc thù của chính phủ trong việc cấp mỏ vật liệu, tuy nhiên nguồn cát sông và công suất khai thác vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu tiến độ thi công. Tại buổi lễ khởi công mỏ cát ngày 29 tháng 6, ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, được sự cho phép của chính phủ, bộ này đã thí điểm sử dụng cát biển đắp nền đường trên phạm vi hoàn trả DT978 tại huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu, thuộc cao tốc Hậu Giang-Cà Mau một cách bài bản, cẩn trọng, khoa học, khách quan. Kết quả cho thấy, cát biển đáp ứng tiêu chuẩn đối với vật liệu thi công nền đường và thực hiện tương tự như cát sông. Theo Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN ENC, đơn vị sử dụng phương pháp khai thác bằng cách cho các vòi hút của các tàu rùa chạy dài trên mặt cát dưới đáy biển. Việc khai thác này được dàn trải không tạo hố sâu nên không dẫn đến việc xói lở. Hàng ngàn hộ dân tại đảo Trí Nguyên, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa phải mang theo xô chậu thùng để lấy nước tại 3 điểm cấp nước trên đảo gồm Cầu Đò, Tứ Hải và Bãi Ngàn sau sự cố vỡ đường ống dẫn nước từ đất liền qua đảo. Ông Nguyễn Văn Đàm, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa cho hay, tuyến ống vượt biển cấp nước cho hai đảo Trí Nguyên và Hòn Tầm nằm trong vịnh Nha Trang bị vỡ hôm 26 tháng 6. Do đó, công ty tạm ngừng cấp nước cho hai đảo này để khắc phục sự cố. Trước mắt, công ty sẽ phối hợp lực lượng biên phòng sử dụng 3 tàu chở nước sạch từ đất liền ra đảo, cung cấp miễn phí cho người dân. Tàu sẽ chạy liên tục từ sáng đến tối trong thời gian chờ khắc phục sự cố. Riêng đảo Hòn Tầm là đảo du lịch nên doanh nghiệp đã chủ động đưa nước sang. Cũng theo ông Đạm, công ty đang thuê thợ lặn để khắc phục sự cố vì đường ống bị vỡ nằm ở độ sâu hơn 10 mét. Việc sửa chữa rất khó khăn, có thể kéo dài khoảng 5 ngày. Hiện trên đảo Trí Nguyên hiện có hơn 1.000 hộ dân. Nhiều năm trước, người dân sống trong cảnh thiếu nước sạch nghiêm trọng. Từ khi có hệ thống cấp nước từ năm 2017, người dân mới được cung cấp nước sạch đầy đủ. Chuyển sang phần tin thế giới, đây là khoảnh khắc các ống khói và tháp giải nhiệt của một nhà máy điện ở Hà Nam, Trung Quốc bị đánh sập vào ngày 25 tháng 6 bằng một vụ nổ có kiểm soát. Trong vòng chưa đầy 20 giây, 3 tháp giải nhiệt cao hơn 100m và 3 ống khói cao hơn 210m đã bị đánh sập, tạo ra những đám khói bụi lớn. Trước đó, chính quyền địa phương đã đưa ra thông báo chính thức về việc phá dỡ và thiết lập 15 điểm cảnh báo xung quanh khu vực trên. Nhiều người dân đã tụ tập để theo dõi và quay phim từ khoảng cách an toàn. Nhà máy này thuộc công ty điện lực Zhengzhou Xinli, được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên Xô và bắt đầu hoạt động từ năm 1953. Trước khi ngừng hoạt động vào năm 2019, nhà máy này đã cung cấp 1 gigawatt điện cho thành phố Trịnh Châu, tương đương 60% nguồn cho cả thành phố. Công trình đồ sộ này từ lâu cũng trở thành một địa danh nổi tiếng ở Hà Nam. Sau khi giải phóng mặt bằng, nó sẽ nhường chỗ cho một dự án cải tạo đô thị với tổng vốn đầu tư khoảng 1,38 tỷ đô la Mỹ.
camera an ninh đã quay lại khoảnh khắc một hố tử thần xuất hiện trên sân bóng tại công viên Golden Mall ở thành phố Alton, bang Illinois, Mỹ vào ngày 26 tháng 6. Thời điểm trên, hố tử thần đã nuốt chửng cột đèn và các dãy ghế trên sân. Rất may, không có ai ở hiện trường. Cảnh quay từ trên cao cho thấy hố này rộng khoảng 30m, sâu khoảng 15m. Nhà điều hành mỏ New Frontier Materials cho biết, sân vận động này nằm trên một mỏ đá vùi do New Frontier Materials vận hành và hố tử thần xuất hiện từ một vụ sập hầm mỏ. Thị trưởng thành phố Alton, ông David Gones, nói với truyền thông địa phương rằng không có thương vong trong vụ việc. Tất cả các sự kiện theo lịch trình tại công viên đã bị hủy bỏ để đảm bảo an toàn và phục vụ điều tra. Ngày 27 tháng 6, báo The Guardian đưa tin một con trăn có tên là Ronaldo được các nhân viên chăm sóc trong 9 năm, dài 1,8 mét, ở trường cao đẳng thành phố Portsmouth, Brazil. Các nhân viên chăm sóc đều cho rằng nó giới tính đực. Tuy nhiên gần đây, nhân viên phát hiện trong chuồng có thêm 14 con trăn con. Chuyên gia về bò sát P.T. Killen, người đã chăm sóc con trăn trong 9 năm cho biết, vô cùng bất ngờ vì mọi người đều cho rằng con trăn là trăn đực, không hề tiếp xúc với đồng loại trong 9 năm. Chuyên gia P.T. Killen đã nuôi trăn suốt 50 năm và nói chưa từng biết về điều này. Đây là cơ hội tuyệt vời để sinh viên tìm hiểu về sự phát triển của trăn. Chuyên gia này lý giải thêm rằng, trên thực tế, trường hợp của trăn Ronaldo là ví dụ hiếm có về sinh sản, hình thức sinh sản vô tính tự nhiên, trong đó phôi phát triển mà không cần thụ tinh. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối đêm nay và ngày mai 30 tháng 6, ở khu vực Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Tương tự, khu vực Trung Bộ cũng xuất hiện nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Khu vực Hà Nội ngày mai 30 tháng 6, trời ít mây, có nắng nóng gay gắt, nhiệt độ thấp nhất từ 28 đến 30 độ C, cao nhất từ 36 đến 38 độ C. Khu vực thành phố Đà Nẵng trời ít mây, nắng nóng gay gắt, nhiệt độ thấp nhất sẽ từ 26 đến 28 độ C, cao nhất từ 36 đến 38 độ C. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh ngày mai 30 tháng 6, trời có mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ C và sẽ cao nhất từ 33 đến 35 độ C. Bản tin 30 giây nóng đến đây xin được tạm dừng để liên tục cập nhật những thông tin nóng nhất trên nhiều lĩnh vực. Quý vị đừng quên ấn chuông theo dõi bản tin 30 giây nóng sẽ được phát vào lúc 20 giờ hàng ngày trên trang tuổi trẻ.vn, hệ thống fanpage và YouTube báo Tuổi Trẻ. Vì một lý do nào đó chưa thể xem được bản tin đúng giờ, quý vị và các bạn có thể xem lại trên tất cả nền tảng của báo Tuổi Trẻ hoặc sạch từ khóa 30 giây nóng trên công cụ tìm kiếm. Rất mong nhận được quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.